Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân Ả Rập Saudi, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp khó khăn nhất định về mặt thời tiết. 0 giờ ngày 29 tháng 8 giờ Việt Nam, tức 20 giờ ở Ả Rập Saudi, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ở khu vực châu Á. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có công tác tiền trạm, mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt của đội tuyển tại Riyadh đều được đảm bảo ở mức độ tốt nhất. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải đối diện với hai thử thách lớn khi đặt chân tới Ả Rập Saudi. Đó là sự chênh lệch về múi giờ và điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Thời điểm đội tuyển ra sân tập là 20 giờ nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 43 độ C. Do mới trải qua hành trình bay dài và chưa được nghỉ ngơi nhiều, nên buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Huấn luyện viên Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian cho phần khởi động với nội dung chính là chạy vòng quanh sân để giải phóng năng lượng cho cầu thủ. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chia đội hình để rèn các bài 5 đấu 5 trong phạm vi hẹp. Ở buổi tập đầu tiên, thủ thành Đặng Văn Lâm đã cho thấy sự bắt nhịp trở lại rất nhanh sau 2 năm vắng mặt. Trong khi đó, hậu vệ Nguyễn Thành Trung cũng báo tin vui cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi đã có thể tham gia vào các bài tập chung cùng toàn đội.